là đảo cò nè, ở giữa dành cho cò với chim nó vô nó đẻ trứng nè, ở nằm giữa gọi là đảo cò đây. Mà nó có quay lại gần được, có nhiều vịt trời, ngỗng, cò, sâm cầm. Khu này là khu nhà gọi là khu già, nhà giàu á các bạn, là những người khá giả giàu có mới mua nổi những cái khu nhà ở gần công viên đẹp rộng như thế này. Căn nào cũng gần triệu đô hết, có căn trên triệu đô chuyện bình thường. Hôm nay gọi là khu nhà giàu đây. Nhìn mấy cái ngôi nhà rất là đẹp. À, những khu nhà đẹp. Khu này rất là yên bình, yên tĩnh. Còn là những nhà đẹp, nhà triệu đô.